Kênh YouTube Hiếu Đoàn Thanh xin kính chào quý bà con cô bác gần xa nha. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu bà con hai con máy rất đẹp luôn. Isuki 10520. Đây Isuki 10520 và con John Deere 3040. Đây những cái kiệt tác luôn. Những cái gì mà tinh túy nhất chúng tôi sẽ quay cho bà con. Đầu tiên bây giờ chúng tôi sẽ quay lại con Isuki nhé. Con này một xíu chúng tôi sẽ quay sau. Bây giờ chúng tôi đi con này trước nha bà con. Con động cơ đến 6 máy luôn. Đây bà con xem. Isuki 10520. Con này có 105 mã lực loại 2 cầu, số cơ bên cơ, động cơ có 6 máy. Đây, đây là 6 máy luôn. Quá tuyệt vời luôn luôn mọi người. 1 2 3 4 5 6. Đây 6 máy luôn, quá đẹp luôn. 1 2 3 4 5 6. Quá xuất sắc luôn đưa quý bà con. Máy đã nổ, chúng ta thấy máy đã nổ luôn. Quá đẹp luôn. Đây là cái bánh trước đây, chúng ta thấy là gai gốc là còn nguyên luôn, nguyên zin luôn. 11.224. Đây quá đẹp. Đây là những cái lông lá nó còn nguyên luôn nha, này là mới luôn, rất đẹp luôn. Đây là phía bên phải. Rồi bây giờ chúng tôi quay cabin cho chúng ta cùng nhau xem nhé. Đây, cabin rất đẹp luôn. Đây là cabin máy lạnh của cái con Isuki 10520. Con này có 105 mã lực loại 2 cầu, số cơ bên cơ, động cơ có 6 máy, quá xuất sắc luôn. Rồi. Đây là cái đồng hồ. Đây, chúng tôi quay tour cho mọi người chúng ta cùng nhau xem. Rồi, quá đẹp luôn. Ở đây là cái dàn ghế ngồi. Rồi, bây giờ chúng tôi xuống nha bà con. Đây là cái bánh phía sau. Thông số kỹ thuật của bánh sau này là 18.434. Đây quá đẹp luôn. Và chúng ta thấy là cái mâm móc vít. Quá xuất sắc luôn. Một 0520. Giờ chúng tôi đẩy ra nha bà con. Chúng tôi đã đẩy xong. Đây là có một cái thùng đồ nghề rất là xuất sắc luôn. Đây chúng tôi đi phía sau nha bà con. Đây, đây là phía sau con Isuki 10520. Ben nó đang lên hạ xuống cho mọi người chúng ta cùng nhau xem. Đây. Quá đẹp luôn. Chúng tôi xin nói lại, con này là Isuki, một cái thương hiệu rất là xuất sắc và cũng là rất là nổi tiếng đến từ Nhật. Isuki 10520. Alo nghe. Ờ nghe anh. Không có anh, em bán máy còn với mấy cái phụ tùng nó khó lắm anh. Dạ, nó đi chung với máy không anh. Dạ. Dạ. Đây máy đã khởi động chạy, chúng ta thấy là con này rất là xuất sắc luôn. 10520, 105 mã lực loại 2 cầu, số cơ bên cơ, tay lái trợ lực, động cơ có 6 máy, cabin máy lạnh, cực kỳ mát mẻ luôn. Rồi chúng tôi đi qua một lần nữa trước khi chúng tôi kết thúc cái con Isuki này nhé. Mở bánh trước là 11.224, chúng ta thấy là vô cùng xuất sắc luôn, quá đẹp. Bánh sau 18.434, rất đẹp luôn, quá khủng. Rồi bây giờ chúng tôi đi qua con John Deere nha bà con. Đây con John Deere bánh trước 12.424. Nó có một cái màu vàng. Cái màu vàng rất là đặc trưng của cái con John Deere. John Deere lúc nào cái mâm nó cũng màu vàng như thế này, rất là xuất sắc luôn. Rồi bánh sau. Bánh sau đây. Chúng ta thấy là cái bánh sau quá xuất sắc, quá đẹp. Con John Deere 3040 có xuất xứ từ Mỹ nha. Đây là một cái thương hiệu rất là xuất sắc đến từ Mỹ. Đây John Deere, con này có 89 mã lực loại 2 cầu, số cơ bên cơ luôn. Con này có cân nặng là 3 tấn rưỡi.
Đây chúng ta thấy rất đẹp, rất xuất sắc luôn. Động cơ 6 máy luôn luôn mọi người. Đây, quá đẹp. Và đây tất cả các thông số kỹ thuật nó còn nguyên trên cái máy luôn. Và đây là cái đường đi lên cái cabin rất là xuất sắc luôn. Máy đã nổ luôn nha mọi người. Đây chúng ta thấy hoàn toàn là không có khói luôn. Và đây là cái đường đi lên cái cabin. Đây chúng ta đây. Đó rất là cái cabin nó thiết kế một cái dạng là cái hình cầu vòng. Đây là cái đường đi lên cabin đây. Chúng tôi đi lên cabin cho chúng ta cùng nhau xem nha. Đây chúng ta thấy là cái cabin rất là xuất sắc luôn. Rất đẹp luôn. Máy lạnh. Đây là cái hệ thống máy lạnh đây. Máy che nắng, ánh nắng mặt trời chiếu vào là cái máy điều hòa luôn. Đây, chúng tôi thấy quá đẹp. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ cho bà con xem nha, 3040 này hoạt động nha. Đây rất xuất sắc luôn mọi người. Và cái đây là chúng ta thấy là nó đóng cửa lại. Đây rất đẹp luôn. Tên đe 3040 loại 2 cầu, số cơ bên cơ ta lái trợ lực, động cơ 6 máy. Máy đang hoạt động luôn, rất nhẹ nhàng. Rồi máy đã chạy luôn nha mọi người. Bà con chúng ta cùng nhau theo dõi. Đây là một cái đây một con khu đang chạy tượng trưng cho Sander của Mỹ. Quá xuất sắc. Và kênh YouTube Hiếu Đoàn Thanh rất vui hôm nay được giới thiệu cho bà con chúng ta hai con máy rất nổi tiếng, một con đến từ Nhật, một con đến từ Mỹ, đó là con Isuzu 10520 loại 2 cầu, số cơ bên cơ, có trợ lực tay lái, động cơ có 6 máy. Và con Sander 3040, một cái thương hiệu rất là xuất sắc đến từ Mỹ. Động cơ 6 máy luôn, trợ lực tay lái loại 2 cầu, số cơ bên cơ luôn. Quá đẹp. Quá đẹp luôn đó mọi người. Đây là hai con, là một cái thương hiệu rất là xuất sắc. Cả hai đều là loại 2 cầu, cả hai đều là trợ lực tay lái, cả hai đều là số cơ bên cơ và cả hai cùng là 6 máy. Máy đang chạy cho mọi người chúng ta cùng nhau xem. Đây mọi người đấy. Alo nghe. Vâng, kênh YouTube Hiếu Đoàn Thanh rất vui được đồng hành cùng với bà con chúng ta. Đây, chúng ta thấy cái trục đang xoay rất là ok luôn. Máy bóc nổ rất là êm luôn, không có tiếng em tác động gì lớn. Đây, chúng tôi quay cho bà con sát xem cái động cơ. Alo nghe. Chiếc nào anh? Còn anh, con đây 5065 còn anh. Anh đây có ba mấy tuổi à? Con đó 258 anh. Dạ. 200 thì có cho anh mua mấy con Kubota 4202, 4212 nữa anh. Lớn anh mua 7340 đi, nó hơn 200 chút xíu. 7340 á, mình đồng có đá Sivra á. Dạ. Dạ đúng rồi anh, còn nhiêu cao hơn hết anh. Dạ. Ok anh. Dạ. Rồi. Bến Lức Long An anh, cái gì anh alo em. Dạ. Rồi ok, có gì alo. Dạ. Rồi ok. Dạ. Chúng tôi xin lỗi, hôm nay chúng tôi giới thiệu cho bà con hai con máy, đó là con Sander đến từ rất thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Mỹ. Sander 3040, con này loại 2 cầu. Số cơ bên cơ, có tay lái trợ lực, động cơ có 6 máy, con này có cân nặng là 3,5 tấn. Con này là 89 HP, tức là 89 mã lực. Con này quá xuất sắc luôn. Cabin máy lạnh đây, chúng tôi quay cái toàn thể cho mọi người chúng ta xem. Xuất sắc, rất đẹp luôn. Hoàng Mỹ luôn. Sander của Mỹ. Và đây là Isuzu 10520. Con này một cái thương hiệu rất là xuất sắc đến từ Nhật, ai cũng đã biết rồi. Isuzu 10520. Loại 2 cầu, số cơ bên cơ, để trợ lực tay lái, động cơ có 6 máy, cabin máy lạnh. Tức là hôm nay chúng tôi quay con này thì nó là hơi dài tí, tại vì hai con này có một cái tương đồng rất giống nhau, 10520.
và John Deere 3040. Cả hai đều là có trợ lực tay lái, cả hai đều là hai cầu, cả hai đều là số cơ bên cơ, cả hai đều động cơ 6 máy và cả hai đều là cabin máy lạnh. Rồi, trân trọng cảm ơn quý bà con rất nhiều. Kênh YouTube Hiếu Đồng Thanh rất vui và hẹn gặp bà con về một video gần nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh chị em bà con cô bác gần xa những cái thương hiệu đến từ Nhật, Anh, Mỹ. Bà con vui lòng đăng ký vào kênh YouTube có một cái nút đỏ, bà con đăng ký vào và cho chúng tôi một like. Trân trọng cảm ơn bà con rất nhiều và chúc sức khỏe cho mọi người chúng ta nhé.